Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2022. Chùa Hội Hoa Đức cùng chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ hàng tháng cho những hoàn cảnh dưới đây. Bà Cà Bá Thao do chủ Minh Đức hỗ trợ là 300.000 lần thứ 21 và Cụ Ngờ do chủ Minh Đức hỗ trợ là 200.000 lần thứ 21 và chủ Trí do chủ Minh Đức hỗ trợ là 300.000 lần thứ 21 và Bạc Mừng do chủ Minh Đức hỗ trợ là 200.000 lần thứ 21. Thì cô cũng xin đại diện cho bốn hoàn cảnh cảm ơn chủ Minh Đức rất là nhiều. Chúc chủ và gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe, an lạc hạnh phúc và làm ăn phát đạt. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay ngày 22 tháng cô như cảm ơn cho tôi thành thật cảm ơn chú Minh Đức tài trợ cho con tháng 300, thành thật cảm ơn chú. Cảm ơn chú Minh Đức cho ông xã 300.000 đi giải thoát. Đại diện chính quyền địa phương xin cảm ơn Minh Đức đã hỗ trợ cho bố hoàn cảnh khó khăn, xin chúc quanh tiền với hạnh phúc và thành đạt.